Còn cảnh một cặp chân mày vừa mới giúp Kim đẹp vạn người mê với công nghệ chạm hạt xương bay độc quyền tại nhà Mai Sa đây các chị ơi. Hiện tại thì những ai đang xem livestream này hãy nhớ giúp em, hãy chia sẻ cái bài livestream này giúp em và ấn tim thả like nha các chị. Em đang quay cận cảnh một chị khách hàng khi mà tới nhà Mai Sa làm dịch vụ công nghệ phun mày chạm hạt xương bay vừa mới giúp Kim luôn các chị ơi, hot hòn hòn tại nhà Mai Sa. Em livestream trực tiếp cho các chị cùng chiêm ngưỡng luôn nha. Và các chị ơi, những chị nào mà chúng ta đang có cặp lông mày mà chúng ta chưa có đều này, form lông của chúng ta không có, hoặc là lông của hình dạng giống như chị khách hàng này, các chị nhìn thấy không ạ? Lông cực kỳ ít luôn, lông tơ, lông mảnh không ạ các chị? Nhưng mà tới nhà Mai Sa ngày hôm nay đã lựa chọn cái phương pháp đó là phun mày chạm hạt xương bay nha các chị nha. Phun xong thì đẹp như thế này luôn rồi, thì em sẽ quay trực tiếp cho các chị em mình cùng chiêm ngưỡng. Và ngày hôm nay khi mà tới nhà Mai Sa, chị khách hàng này đã được các bạn tư vấn rất là kỹ về cái công nghệ phun mày là như thế nào và lựa chọn cái dịch vụ phun mày chạm hạt xương bay tại nhà Mai Sa. Và trước khi làm thì nhà Mai Sa đã tư vấn rất là kỹ để cho chị đã hài lòng với công nghệ, ưng ý cái công nghệ rồi thì Mai Sa sẽ tiến hành làm nha các chị. Vừa mới phun xong giúp Kim tức thì luôn là Mai Sa sẽ livestream trực tiếp như thế này. Với một cặp chân mày như thế này các chị ơi, chỉ có 1.800.000 đồng. Ngày hôm nay chia sẻ livestream chỉ còn 900.000 đồng thôi là chúng ta đã sở hữu được một cặp chân mày đẹp vạn người mê như thế này rồi. Nên những chị nào mà thấy đẹp các chị cho em xin một comment trên bài livestream này nha. Đẹp thì các chị cứ comment là đẹp nè, hoặc là bắn tim thả like nhiệt tình giúp em trên cái bài livestream này, giúp nhà Mai Sa nha các chị nha. Chỉ có 900.000 thôi mà chúng ta đã sở hữu được một cặp chân mày như thế này rồi, vừa sang trọng, vừa thời trang, vừa tự nhiên luôn. Mai Sa thì luôn luôn có một cái định hướng, đó là trao bạn nét đẹp mà tự nhiên. Nên khi khách hàng tới Mai Sa, điều đầu tiên chúng ta sẽ được thiết kế cái dáng mày nha các chị. Thiết kế làm sao phù hợp theo cái khuôn mặt, theo tỷ lệ vàng khuôn mặt của các chị nè, theo gồ xương hốc mắt của mỗi khách hàng, thì lúc đó chúng ta cảm thấy thật sự hài lòng, ưng ý với cái dáng mày vừa thiết kế rồi, thì đó sau đó mà nhà Mai Sa mới tiến hành phun nha. Và khi các chị ơi thiết kế cái dáng mày thì chắc chắn là không ai giống ai nha các chị. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái gồ xương khác nhau, mỗi người chúng ta có một cái form lông khác nhau, nên khi tới nhà Mai Sa các chị sẽ được lựa chọn một cái form dáng làm sao phù hợp với khuôn mặt của mình nhất, sau đó nhà Mai Sa mới tiến hành phun theo cái dáng mẫu vừa vẽ nha. Và đây là một cặp chân mày vừa mới giúp Kim luôn các chị, cùng chiêm ngưỡng giúp em nha, công nghệ phun mày chạm hạt xương bay của nhà Mai Sa đó các chị. Đó, làm xong là các chị đã thấy nó tự nhiên như thế nào rồi đúng không ạ? Nên những chị nào mà chúng ta đang còn những cái suy nghĩ là phun mày xong bị đậm, bị già, bị dữ thì hãy theo dõi cái livestream này của nhà Mai Sa nha. Công nghệ phun mày chạm hạt xương bay là như thế nào đây các chị? Mai Sa sẽ chạm từng cái hạt mực nha các chị, chạm từng cái hạt mực siêu nhỏ, siêu nano lên cái vùng chân mày của khách hàng luôn. Với cái công nghệ này thì các chị ơi, những cái chỗ nào mà vùng lông chân mày của chúng ta thiếu á, thì chúng ta mới đi mực bèo nha. Những cái chỗ nào mà nang lông các chị đã có rồi, Mai Sa sẽ không có đi mực quá nhiều, không lạm dụng quá nhiều về màu mực nha các chị. Phun xong thì cái màu mực nó đẹp và nó mỏng mịn tự nhiên như thế này luôn. Nên các chị nhìn kỹ giúp em nè, cái phần đầu của khách hàng form lông đã có rồi thì Mai Sa chỉ phớt mơ nhẹ nhàng thôi để tạo độ tự nhiên cho chân mày. Chúng ta không có đi lạm dụng màu mực từ đầu tới đuôi nó bằng như nhau thì chắc chắn nó sẽ không có được tự nhiên cho cặp chân mày nha. Những chỗ nào mà chúng ta thiếu sót form lông thì Mai Sa sẽ chạm từng cái hạt mực siêu nhỏ, siêu nano vào cái form lông mày của khách hàng luôn. Thì khi phun một cặp chân mày mà chúng ta lạm dụng quá nhiều về màu mực, đi dày từ đầu tới đuôi sẽ làm cho cặp chân mày của chúng ta bị đóng khung nè, bị thô và bị cứng và không có được đẹp nha các chị. Đối với chân mày của nhà Mai Sa thì phải đảm bảo được cái tiêu chí đó là thấy màu không thấy mực. Thấy màu không thấy mực là sao các chị? Chúng ta thấy cái màu mực nó trên cái chân mày vừa mới phun xong mà chúng ta thấy được, nhưng mà nó không bị dày, không bị cộm, không bị lì trên cái chân mày đúng không ạ? Nhìn cái màu mực nó cực kỳ là mỏng mịn và nó trong suốt luôn. Tại vì những cái hạt mực của nhà Mai Sa đi vào rất là nhỏ, siêu nano, chạm vào từng cái tầng da của cái vùng chân mày của khách hàng. Nên các chị thấy màu nhưng không thấy mực, thấy dáng là không thấy khung. Thì các chị ơi, thấy cái dáng chân mày cực kỳ đẹp đúng không ạ? Nhưng không hề bị đóng khung, đóng viền nha các chị. Nếu như mà chúng ta phun cái cặp chân mày xong, nhìn khung viền nó rõ như thế này, nhìn cái chân mày nó rất là bị cứng và bị đơ, không thể nào tạo độ tự nhiên và mềm mại như thế này được. Nên những chị khách hàng mà tới nhà Mai Sa phải đảm bảo những cái tiêu chí như thế này thì chúng ta mới có một cặp chân mày đẹp nha. Pha phối màu thì chắc chắn phải chuẩn tông được các chị, theo từng form lông của khách hàng. Ví dụ như form lông của các chị đen thì Mai Sa pha phối màu là màu nâu đen, nó phù hợp với cái màu lông. Còn những khách hàng mà chúng ta có cái form lông màu nâu các chị, nó hơi tơ tơ màu nâu, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái màu mực nó sẽ nghiêng về nâu nhiều hơn để làm sao nó tệp với cái form lông thật của các chị, nó mới tạo được độ tự nhiên cho chân mày nha các chị nha. Nhìn vô một cặp chân mày vừa mới giúp Kim như thế này, các chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nên những chị nào mà đang theo dõi bài livestream này, nếu thấy cặp chân mày đẹp thì nhớ cho em một nút chia sẻ nha. Và các chị ơi, chúng ta cùng nhắm nhìn cái cặp chân mày của chị khách hàng này khi tới nhà Mai Sa nha. Và để có được một cặp chân mày đẹp như thế này, chúng ta phải có đầy đủ những cái điều kiện như sau nha các chị. Thứ nhất nè, về cái màu mực của nhà Mai Sa phải là màu mực Dr. Magic nha các chị nha.
đầu màu mực Dr. Magic được nhập khẩu chính hãng này các chị. Đó chứ không phải là sử dụng những cái sản phẩm trôi nổi như ngoài thị trường. Khi mà màu mực chúng ta đã đảm bảo rồi, phun tới đâu nó bám tới đó, mà hầu như là 90% cái màu mực nó sẽ được giữ nguyên trên chân mày luôn. Và làm xong không đau, không sưng, không cần bong tróc nhiều nha các chị nha. Không cần chích tê hay nghỉ dưỡng, và dụng cụ của nhà massage thì vô trùng riêng biệt cho các chị luôn. Thứ hai, đối với máy móc trang thiết bị thì được nhập khẩu chính hãng. Và thứ ba quan trọng đó là về gu thẩm mỹ và tay nghề của nhân viên nha các chị nha. Nhân viên nhà massage được đích thân tổng giám đốc của nhà massage đào tạo nè, cầm tay chỉ việc nè, tay nghề phải thật chuẩn thật giỏi mới được làm trực tiếp trên khách hàng. Nếu như một nhân viên làm xấu ảnh hưởng tới toàn bộ chi nhánh cũng như là toàn bộ tất cả các hệ thống của nhà massage. Vì vậy massage chắc chắn không bao giờ để cho những cái nhân viên nào yếu kém nè để làm trên trực tiếp cho khách hàng như thế này. Về nhà làm thêm cho người nhà người thân của mình xấu nữa chắc chắn là massage không có khách như ngày hôm nay. Mà nhà massage làm cho một chị khách hàng này đẹp rồi, về nhà giới thiệu thêm cho 10 người, 10 người lại giới thiệu cho 100 người. Vì vậy chất lượng của nhà massage nói lên tất cả các chị, luôn luôn là đông như chảy hội là vì chất lượng nha các chị nha. Vì vậy những chị nào mà chúng ta đang mong muốn là tìm một cái nơi nào, cơ sở nào, uy tín nào đảm bảo để chúng ta gửi gắm, chúng ta lựa chọn một cặp chân mày đẹp thì hãy theo dõi cái bài livestream này của nhà massage nha. Và chị khách hàng này ngày hôm nay tới nhà massage đã được tư vấn rất là kỹ về công nghệ, các chị nhìn giúp em nè, form lông của chị khách hàng này rất là tơ và mạnh luôn. Tại vì hiện tại thì khách hàng này cũng đang rất là nhỏ tuổi các chị, trước khi làm thì cũng có rất là nhiều tâm lý là sợ nó bị già bị dữ, tại vì lông mày không có làm xong thì sẽ lộ cái màu mực nhiều. Nhưng đối với form lông của khách hàng này rất là tơ và mạnh luôn, nhưng nhà massage làm xong không hề bị già bị dữ đúng không các chị? Tại vì cái màu mực nó siêu mịn siêu nhỏ, nó tẹp vào những cái tầng da của khách hàng như thế này mà không hề bị bết bị lộ những cái màu mực lên trên chân mày, nên nhìn vô không bị già hay bị dữ một chút nào hết trơn. Mà cái form lông mỏng như thế này các chị ơi, làm xong có bị già không ạ? Khi mà nhà massage làm xong cho các chị một cái cặp chân mày như thế này thì nó tẹp hẳn vào những cái form lông của các chị luôn. Những cái chỗ nào mà chúng ta đang bị thiếu á thì massage sẽ chêm vào những cái phần mực mà chúng ta đang bị thiếu nang lông, thì nhìn vô chân mày nó hòa quyện đều vào cái form lông của các chị luôn nè. Đó, form lông rất là tơ và mạnh luôn, nhưng làm xong không lo bị già bị dữ. Nên những chị nào mà chúng ta đang có cặp chân mày giống như chị khách hàng này, lông rất là ít nè, tơ mạnh thưa nè, các chị ơi mạnh dạn tới nhà massage để chúng ta được thiết kế một cái dáng mày làm sao phù hợp với khuôn mặt nhất, và sử dụng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay nhẹ nhàng tự nhiên thế này nha các chị nha. Và khi mà các chị quan sát giúp em để có một cặp chân mày đẹp như chị khách hàng này nè, chúng ta phải rõ được theo những cái nguyên tắc như sau. Chắc chắn là cái phần chân mày nó phải thể hiện là phần đầu, phần đỉnh, phần đuôi rõ ràng nha các chị. Khi mà chúng ta đã có cái phần đầu, phần đỉnh, phần đuôi rõ ràng thì nhìn chân mày của chúng ta mới có được cái điểm thanh thoát trên khuôn mặt. Và khi mà chúng ta làm các chị, phần đầu các chị nhìn giúp em nè, rất là nhạt luôn nha. Massage chỉ phớt mơ nhẹ nhàng để tạo độ tự nhiên cho chân mày thôi. Và cái màu mực nó sẽ đậm dần về phần đuôi, các chị nhìn thấy không ạ? Màu mực là sẽ đậm dần về phần đuôi này. Đó, và nó sẽ nhỏ dần về phần đuôi nha các chị nha. Còn khi mà chúng ta phun chạm hạt như thế này, chúng ta chỉ chạm vào những cái chỗ nào mà thiếu nang lông thôi. Những cái chỗ nào mà chúng ta đã có cái nang lông nhiều rồi, massage không đi mực dày đâu các chị, không bao giờ lạm dụng quá nhiều về màu mực. Nên chắc chắn là khi làm xong chúng ta sẽ không có bị lộ, bị dày, bị cộm trên cái chân mày. Và các chị nhìn giúp em nè, phần đầu chúng ta sẽ là to nhất, nhỏ dần về phần đuôi đậm nhất, nhạt dần về phần đầu nha. Ở giữa chân mày này các chị nhìn thấy không ạ? Nó cũng sẽ nhạt dần về hai phần viền, nên nhìn cái chân mày của chúng ta chắc chắn là nó sẽ không bị đóng khung, không bị đóng viền. Đó là cái vấn đề mà chúng ta làm xong á, không bị đóng khung, đóng viền này các chị. Thấy dáng không thấy khung, thấy màu không thấy mực là công nghệ tại nhà massage. Và phải đạt chuẩn theo nguyên tắc là 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Theo đúng tỷ lệ như vậy thì chúng ta mới có một cặp chân mày hoàn hảo và tự nhiên nha. Và bây giờ hiện tại thì em vừa mới xin phép chị khách hàng này làm xong chân mày đẹp quá, phải xin ít phút là livestream trực tiếp thế này cho tất cả quý khách hàng mình cùng chiêm ngưỡng cái cặp chân mày sau khi làm xong tại nhà massage như thế nào. Thì em xin phép dành ít phút để tương tác với chị khách hàng này một chút xíu để hỏi được cái cảm nhận của chị sau khi mà đã sử dụng cái dịch vụ công nghệ phun mày tại nhà massage thì chị thấy như thế nào nhá. Dạ em chào chị luôn ạ. Chị ơi, ngày hôm nay thì chị tới nhà massage thì không biết là có người nhà người thân gì đã làm đẹp chưa, hay là mình tìm hiểu ở đâu mà biết tới massage đây chị hả? À, là mẹ đã làm dịch vụ tại nhà massage rồi, về nhà giới thiệu cho con gái lên làm đúng không ạ? Dạ. Năm nay là mình 18 tuổi đúng không chị? Dạ. Hiện tại thì em thấy cái form lông mày của chị á, nó rất là ít. Lông mày là toàn những cái sợi lông tơ, lông mảnh nó thưa á. Nhìn cái chân mày của mình rất là trắng này. Đó, nó không có được nhiều form lông như những khách hàng khác. Thì trước khi mà tới nhà massage, chị có lo lắng là làm xong nó sẽ bị già hơn, bị dữ hơn hay là bị đậm màu hơn không? Thì bây giờ khi mà chị đã làm xong rồi á, mình đã được ngắm gương rồi đó, chị có còn sợ như vậy nữa không, hay là cảm nhận thế nào đây chị? Dạ không, cũng
Dạ hiện tại là ưng ý rồi đúng không? Khi mà có một cặp chân mày đẹp tự nhiên thế này chắc chắn là về nhà không có lo vấn đề là bị già bị dữ đi xíu nào. Tại vì mới có 18 tuổi nhưng mà nhiều khách hàng cứ lo là làm chân mày xong chắc chắn là nhìn nó bị già bị dữ hơn nè, hoặc là chân mày không có nang lông làm xong nhìn cái màu mực nó đen thui, nó đậm đen thế này nhìn nó kỳ. Nhưng mà khi mà nhà Mai Sai làm xong cho chị ngắm gương, chị rất là ưng ý và hài lòng luôn rồi. Và các chị ơi, những chị nào mà chúng ta đang có một cặp chân mày mà lông mày chưa được đẹp nè, chưa được đều, form lông thưa mạnh như chị khách hàng này, thì cứ mạnh dạn tới với nhà Mai Sa để chúng ta được tư vấn cũng như là chọn cái dịch vụ công nghệ phun mày chạm hạt xương bay đẹp nhất cho từng khách hàng nha. Và khi ngày hôm nay các chị tới nhà Mai Sa, các chị ơi, phun một cặp chân mày như thế này với giá cực kỳ ưu đãi 1.800.000 đồng, nhưng ngày hôm nay chỉ có 900.000 đồng thôi, nên các chị hãy theo dõi cái bài livestream này của nhà Mai Sa nha, và nhớ giúp em hãy chia sẻ để chúng ta được nhận ngay cái giá ưu đãi. Và các chị ơi, nếu như mà chúng ta làm đẹp thì chúng ta phải ưu tiên cái sức khỏe lên hàng đầu nữa đúng không ạ? Nhưng mà khi tới nhà Mai Sa, cái màu mực các chị phun tới đâu bám tới đó, đó là màu mực đạt chuẩn chính hãng của nhà Mai Sa rồi, nên không có lo sử dụng những cái sản phẩm trôi nổi như ngoài thị trường. Ở bên ngoài sử dụng những cái sản phẩm mực giả này, phun tới đâu là màu chúng ta là nó sẽ bị dày cộm trên bề mặt chân mày luôn. Và khi mà chúng ta làm xong để một thời gian nó sẽ bị ngã xanh, nó ngã đậm đó các chị, thì màu mực đó chúng ta làm nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Khi tới nhà Mai Sa, cái màu mực là đạt chuẩn cho các chị rồi, vừa đảm bảo về cái thời trang gu thẩm mỹ, vừa đảm bảo về chất lượng, về sức khỏe cho các chị nữa, nên các chị hoàn toàn yên tâm nha. Phun xong thì chúng ta thấy cái màu mực nó mỏng mịn, không có bị dày cộm này, em cho các chị xem nha. Đây là cặp chân mày vừa mới dứt kim luôn, vừa mới dứt kim tức thì mà đã đẹp như thế này rồi các chị ơi, không thể tin được đúng không ạ? Không lo bị già hay bị dữ đi một xíu nào, mà cái màu chân mày các chị nhìn nè, nó mỏng mịn, nó siêu trong suốt luôn. Tại vì những cái hạt mực nó siêu nhỏ, siêu nano, nó các chị nhìn nè, đó hầu như là nó len lỏi sâu trong từng cái lỗ chân lông của khách hàng, và nó đều tệp theo cái form lông luôn, các chị nhìn thấy không ạ? Form lông mà nhìn vô nó không bị lộ một xíu nào cái màu mực lên trên cái chân mày, mặc dù là form lông khách hàng này rất là thưa và mảnh, nên nhìn vô chúng ta vẫn không có bị lộ màu mực là biết cái công nghệ nhà Mai Sa phun xong nó mỏng mịn, nó tự nhiên thế nào đúng không ạ? Và những chị nào mà chúng ta còn phân vân rồi chúng ta muốn tư vấn kỹ á, cứ cho em xin cái số điện thoại trên cái bài livestream này nha các chị nha. Ngày hôm nay tới với nhà Mai Sa được sử dụng ngay cái công nghệ phun mày chạm hạt xương bay độc quyền tại nhà Mai Sa luôn các chị. Chị Trang Lan ơi, Mai Lisa xin chào chị nhé. Chân mày chị hàng xóm của mình xấu đầu xấu đớn luôn. Vậy mà sau khi đến Mai Lisa sửa lại thì chân mày bây giờ đang rất là đẹp. Cảm ơn chị Trang Lan rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Hoàng Anh Đức. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mình dẫn mẹ qua làm luôn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều nhé. Em thấy rất là nhiều các quý khách hàng cũng như là các anh các chị đã vào đây mà cũng như là khen cặp chân mày của chị khách hàng vừa mới dứt kim tại nhà Mai Lisa. Sử dụng bằng cái công nghệ đó là phun mày chạm hạt xương bay các chị ạ. Thì em thấy các chị đang thực sự đang rất thích là cặp chân mày này. Thì nếu mà các chị các anh đang mong muốn có một cái cặp chân mày đẹp tự nhiên thời trang và sang trọng như chị khách hàng của Marisa, thì các anh chị ơi đừng chần chừ giữ nữa nhé, hãy để lại số điện thoại trên bài livestream này dùng Marisa, hoặc là ghé tại tất cả các chi nhánh của nhà Marisa, chi nhánh gần nhất của mình các chị, để các chị lên làm dịch vụ bằng cái công nghệ của nhà Marisa là phun mày chạm hạt xương bay như các chị nhé. Về chi phí phun mày chạm hạt xương bay của Marisa, giá gốc các chị ơi là 1.800.000 đồng, nhưng ngày hôm nay trong cái livestream này nếu các chị chia sẻ bài livestream này thì các chị sẽ nhận được ưu đãi chỉ còn là 900.000 đồng đối với công nghệ phun mài chạm hạt xương bay các chị nhé. Công nghệ phun mài chạm hạt xương bay các chị ạ, đối với là của nhà Mai Sa, tạo cho các chị một dáng chân mày tự nhiên này, thời trang này và sang trọng trên cặp chân mày, và nó tự nhiên nó tệp với lông chân mày các chị nhìn nè. Đây có lông của chị khách hàng này. Có nhiều chị khách hàng tới với Mai Sa cứ hay lo lắng như thế này. Em ơi, thực sự chân mày của chị rất là ít lông, thậm chí nhiều người á nhìn vào á không thấy lông đâu các chị ạ. Nhìn nó rất là tơ, rất là mảnh và nhìn vào nó rất là tội. Mà các chị mỗi lần mà các chị đi làm các chị rất là lo lắng luôn. Ví dụ như chị khách hàng của nhà Mai Sa đang nằm đây cũng đang rất là lo. Tại vì cái chân mày không có lông gì hết trơn, nhưng mà làm lên thì sợ nó động nè, nó già nó dữ. Tại vì không có lông thì làm lên nó động hơn thì chân mày nó mới đẹp. Mấy chị hay nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với Mai Sa thì không các chị nhá. Các chị á lông nhiều lông ít hay là không lông hay là lông tơ lông mảnh, các chị đều tới tại Malisa. Malisa bên em sẽ mang đến cho tất cả quý khách hàng một cặp chân mày tự nhiên thời trang và sang trọng, và phải quan trọng là các chị nè, cái màu mực của Malisa, Malisa bên em pha phối màu làm sao nó tề với cái sợi lông của mình. Lông tơ lông mảnh thì Malisa bên em sẽ thiết kế làm sao cho nó hợp với tông tơ lông mảnh. Lông mà dày này hoặc là lông mà đen á thì Malisa bên em sẽ thiết kế làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần form lông của mình, để giúp cho chân mày của mình tự nhiên và sang trọng. Tất cả những hàng mực của nhà Malisa đều sử dụng bằng màu mực chính hãng nha các chị nhá. Đó là màu mực Dr. Magic này, đây các chị nhìn nè. Đây là màu mực Dr. Magic này của nhà Mai Sa các chị nhé. Đây là cái màu mực chính hãng của Mai Sa nhập khẩu luôn. Nên cái khi mà các chị sử dụng để mà phun mày trên con chân mày của các chị á, các chị không lo về vấn đề là sức khỏe như các chị nhé, an toàn cho sức khỏe luôn, an toàn cho mọi làn da luôn. Đây là công nghệ của Mai Sa cũng như là kết hợp màu mực của Mai Sa, là màu mực Dr. Magic của nhà Mai Sa. Thì đối với lại tay nghề cũng như là
chuyên viên của nhà Maisa thì đều được tổng giám đốc xinh đẹp của Maisa đó cầm tay chỉ việc của từng bạn chuyên viên luôn. Thì khi mà có tay nghề giỏi các chị thì sử dụng cái màu mực Dr. Magic của nhà Maisa, màu mực là siêu nano, siêu mỏng mịn nha các chị nha. Bắt đầu sẽ len lõi này, bắt đầu sẽ phun và len lõi trên từng cái phần lỗ chân lông của chị khách hàng luôn đó, các chị thấy không ạ? Chỗ nào mà phong lông ít á thì mai sau mình sẽ đi vào, chỗ nào phong lông nhiều vào thì chị có lông phong lông nhiều á thì chị có phớt mơ nhẹ nhàng thôi. Và các chị nhìn giùm mai xa nhá, phớt mơ phần đầu chân mày và đậm dần vào phần đuôi đó, các chị thấy không ạ? Và phần đuôi nữa các chị ơi, nhỏ này và to dần dần vào phần đầu. Các chị nhìn giùm mai xa, đây là cái điểm mà giúp cho cặp chân mày của mình nó đẹp tự nhiên và thời trang. Và cũng như này, phần đầu chân mày này đến phần đỉnh chân mày là hai phần các chị nhá, và cuối cùng phần đỉnh này tới phần đuôi là một phần. Thì khi mà tạo cho các chị một cặp chân mày đẹp như thế này là ở cái khâu thiết kế là cái khâu quan trọng nhất. Thì khi các chị tới tại Maisa đã tư vấn về công nghệ kỹ lưỡng rồi thì sau đó sẽ được chuyên viên thiết kế cho các chị một cặp dáng chân mày làm sao phù hợp nè, phù hợp với tỷ lệ vàng khuôn mặt là một, hai là phù hợp với lại cái khung xương chân mày cho các chị nhé. Và cũng như là cái phong lông này các chị này, Maisa Men sẽ tận dụng tối đa phong lông của các chị đang có, thì Maisa Men sẽ dựa vào đó nha các chị nha, chứ không cạo hết phong lông đâu, các chị không cần lo. Thì khi mà thiết kế xong xuôi rồi, nếu mà khách hàng cảm thấy hài lòng ưng ý, bên Maisa Men mới tiến hành làm nha, chứ không phải là đóng tiền rồi các chị thiết kế xong rồi là các chị không mong muốn làm, nhưng Maisa Men bắt buộc các chị làm, nó không có đâu các chị ơi. Maisa Men thiết kế xong các chị ngắm lại giùm Maisa coi thử cặp chân mày là có hài lòng chưa, mình cảm thấy ưng ý chưa, thì Maisa Men mới tiến hành làm nhá. Và làm thì cái màu mực phải tệp với phòng phong lông. Phòng phong lông nếu mà đen mà đậm thì Maisa Men sẽ thiết kế màu mực làm sao cho nó phù hợp với cặp dáng chân mày đen và đậm. Còn như chị khách hàng này phong lông đang tơ và mảnh đó, quý chị thấy không ạ? Thì Maisa Men sẽ pha phối một cái màu nâu đen nhẹ nhàng thôi, sẽ tệp với phòng phong lông. Đó các chị nhìn vào nha, không thấy khung, không thấy màu mực như các chị nha. Một cặp dáng chân mày này đẹp thời trang sang trọng, thấy màu không thấy mực, thấy dáng không thấy khung là như thế nào? Thấy màu thấy mực các chị nhìn vào Maisa nhá, màu mực này nó phủ trên toàn chân mày luôn, nhưng mà phần đầu nó nhạt và nó đậm dần phần đuôi. Và thứ hai nữa, cái màu mực các chị ở giữa này nó sẽ đậm và nó lan tỏa dần dần ra hai cái viền như các chị nha, hai cái viền này. Nhưng mà các chị nhìn vào các chị sẽ không thấy cái viền của Maisa đóng khung đây, như nhiều nơi ở ngoài thị trường các chị làm một cặp dáng chân mày nha, cái phần này nó đóng khung này, đường lai dưới nó đóng khung này, đường lai trên nó đóng khung này, và chân mày nhìn vào là một cái khung chân mày và nó lộ hẳn ra ngoài luôn, nhìn vào là thấy cặp chân mày mà nó đen, nó đậm và nó rất là già, rất là dữ. Thì cặp chân mày đó là cặp chân mày không đẹp và không tự nhiên, đúng không các chị? Các chị nhìn thấy những cái vị khách hàng có một vài người đã làm rồi đó, các chị sẽ thấy. Còn mà riêng về chân mày của nhà Maisa màu mực các chị nè, đấy, nó lan tỏa nguyên cái chân mày luôn, các chị thấy không ạ? Đó thì đó là màu mực. Màu mực là các chị khi mà các chị làm chân mày là thấy dáng không thấy khung là như vậy, và thấy màu không thấy mực là như vậy nha các chị nha. Đó là đảm bảo về chất lượng nhà Maisa. Chỉ có Maisa Men mới tạo cho tất cả quý khách hàng một cặp dáng chân mày tự nhiên như thế này, nhưng mà vừa dứt kim nha các chị nha. Nhớ cho Maisa vừa dứt kim, chứ không phải là 2 tháng, 3 tháng hay là 4 tháng gì cả. Vừa mới dứt kim mà chân mày đã đẹp như thế này rồi thì chị khách hàng này làm xong nha, đi đám cưới đến tiệc thoải mái, đi chơi thoải mái luôn, không cần phải đợi bong chóc. Tại vì chân mày của nhà Maisa không bong không chóc, nhưng tuy nhiên sẽ có những màng cám gạo nhỏ nhỏ li ti, đó là cái là da của mình đó các chị, nó bong nhỏ nhỏ li ti trên cái phần chân mày của mình, dao động trong vòng 3 cho tới 5 ngày thôi nha các chị. Đây là cái màu mực của nhà Maisa. Còn sau đó là không phải là làm chân mày xong nó đậm đen, xong bắt đầu là cái chị lột cái màu mực là không có các chị nha. Đó, đó là riêng về cặp chân mày của nhà Maisa. Chị khách hàng nào, anh khách hàng nào hay là quý khách hàng nào mà đang mong muốn có một cặp chân mày tự nhiên, thời trang và sang trọng như vị khách hàng này của Maisa thì vui lòng hãy để lại số điện thoại trên màn livestream này để mà áp dụng được cái chương trình ưu đãi này, giá gốc là 11.800.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay ưu đãi cho tất cả quý khách hàng trong màn livestream này nhé, chỉ với giá là 900.000 đồng thôi. Thì các chị vui lòng hãy để lại số điện thoại trên màn livestream này dùng Maisa, hoặc là các anh các chị ơi hãy ghé tại tất cả các chi nhánh ở gần nhất để mà các chị sử dụng được cái công nghệ là phun mày chạm hạt xương bay của nhà Maisa, thấy dáng không thấy khung. Đây các chị thấy dáng này, đó, thấy đâu thấy màu không thấy mực như các chị nhá, dáng khung màu mực. Và các chị nhớ dùm Maisa, đó là một cặp chân mày đẹp tự nhiên và thời trang và sang trọng. Và máy móc của nhà Maisa là máy móc được nhập khẩu chính hãng như các chị nha. Và khi các chị làm là các chị sẽ được vô trùng riêng biệt hết tất cả luôn, nên các chị không cần lo là mình làm xong rồi mình có bị về sức khỏe không, hay màu mực nó có chính hãng hay không, mình làm nhiều khi cái da của mình nó có bị dị ứng hay không, là không có các chị nha. Maisa Men máy móc là máy móc nhập khẩu và cũng như là được vô trùng riêng biệt, và tất cả các màu mực của nhà Maisa là màu mực Doctor Magic nha các chị nha. Đây là cái cặp chân mày của nhà Maisa, các chị nhìn lại nhìn Maisa thêm một lần nữa nha. Chị Trần Thị Thu Hiền ơi, Maisa xin chào chị ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều nha, chị Trần Thị Thu Hiền. Trước em làm ở ngoài 2 lần rồi mà nhìn mặt mình già đứng tuổi lắm luôn á chị. Cảm ơn chị Thu Hiền rất là nhiều nha. Chị có khen là chân mày bên Maisa bên em làm là không bị già đó. Đúng rồi các chị, nhiều chị làm ở bên ngoài á sợ chân mày rất là già, rất là đậm, rất là dữ, nhưng mà đối với Maisa thì không như vậy nha các chị nha. Thì ngoài ra còn có rất là nhiều vị khách hàng đã từng làm dịch vụ phun mày chạm hạt xương mai tại nhà Maisa thì chân mày rất là đẹp.
đẹp rồi, các chị rất là tự nhiên rồi, thì chị nào đang mong muốn có một cặp chân mày thì hãy vui lòng ghé tại tất cả chi nhánh của Malaysia nhé. Và các chị nhìn lại thêm một lần nữa nha, để mà Malaysia nên sẽ kết thúc bài live stream tại đây. Và các chị hãy nhìn ngắm lại để xem thử các cặp chân mày của chị khách hàng mình đẹp như thế nào các chị nha. Này đó các chị nè, em kê cho các chị coi nhé. Đây là mỏng mực siêu mỏng mịn của nhà Malaysia luôn, phong lông của các chị không phải nhiều nữa nha, phong lông mảnh và tơ thôi, nhưng mà sử dụng bằng công nghệ phun mài chạm hạt của Malaysia, vừa mới nhất kim không là chân mày đã đẹp tự nhiên như thế này đó. Chị nào mà đang mong muốn có một cặp chân mày như thế này thì ghé tại chi nhánh của Malaysia nhé. Còn bây giờ thì Malaysia bên em xin phép kết thúc bài livestream tại đây và chúc tất cả các quý khách hàng một buổi tối thật là vui vẻ nha các chị nhé. Malaysia xin chào.